Xin chào tất cả các em. Các em thân mến, trong buổi học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các thì trong mốc thời gian trong quá khứ. Đó là thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Chúng ta chuyển sang section 3, the past tenses. Cái thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu ở cái phần các cái thì ở trong mốc thời gian trong quá khứ, đó là thì quá khứ đơn. Chúng ta đi vào phần 1 lớn, đó là the past simple tense. Trước khi chúng ta đi vào phần một nhỏ, đó là phần form, cấu trúc. Nếu như bạn nào đã học kỹ của phần thì hiện tại đơn, thì phần quá khứ đơn, thì quá khứ đơn cũng không khó đối với chúng ta lắm. Là vì là cấu trúc thì nó giống nhau, đó là cấu trúc chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy sự khác biệt trong phần, trong những cái cách chia động từ. Ví dụ thì hiện tại đơn chúng ta thấy là chúng ta thêm đuôi s hoặc là es đối với ngôi thứ ba số ít, he, she, it. Hoặc là đối với ngôi I, you, we, they chúng ta sẽ không chia động từ. Còn thì quá khứ đơn thì sao? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái cấu trúc của nó. Trước hết ở thể khẳng định. Ở thể khẳng định thì nếu như ở thì hiện tại chúng ta thêm đuôi s hoặc es, hoặc là để động từ dạng nguyên thể, thì ở thì quá khứ này chúng ta sẽ phải thêm đuôi ed. Động từ thêm đuôi ed. Động từ này đây là các động từ có quy tắc, chúng ta sẽ phải thêm đuôi ed. Còn nếu như mà không quy tắc, chúng ta sẽ phải học ở cái cột 2. Cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc. Sau đó chúng ta cộng với tân ngữ. Vậy thì cái điều này hơi khác so với tiếng Việt, là bởi vì tiếng Việt chúng ta sẽ không thêm bất kỳ một thành tố nào vào đằng sau động từ. Nhưng trong tiếng Anh thì các động từ khi nó thể hiện thì nó thể hiện rất là rõ ràng cái động từ, đó là động từ này thêm đuôi ed. Đây là thể khẳng định. Còn thể phủ định thì sao? Nếu như ở thì tại đã đơn chúng ta sử dụng trợ động từ do và does, thì ở trong thì quá khứ chúng ta sẽ không sử dụng cái trợ động từ đó nữa, và chúng ta sẽ sử dụng dạng quá khứ của trợ động từ do does, đó là trợ động từ did. Người ta sẽ sử dụng chủ ngữ cộng với trợ động từ did. Tất nhiên phủ định chúng ta sẽ phải thêm not vào. Và did not này thì chúng ta chú ý là người ta sẽ viết tắt thành didn't. Đây là dấu tình lược, như cô đã nói ở các phần trước, và chúng ta thay nó bằng cái chữ o, sử dụng dấu tình lược để thay cái chữ o này. Sau đó chúng ta để động từ. Động từ thì cái điều đáng chú ý ở đây đó là khi đã có trợ động từ, động từ sẽ trở về dạng nguyên thể, là chúng ta không thêm đuôi ed nữa, vứt bỏ nó đi, chúng ta để nó về dạng nguyên thể. Cộng với tân ngữ. Ở thể nghi vấn thì đơn giản thôi, là vì chúng ta chỉ việc đưa trợ động từ did lên đầu. Did. Sau đó chúng ta sử dụng chủ ngữ cộng với động từ và cộng với tân ngữ. Chúng ta lưu ý một điều rằng đó là khi đã có trợ động từ, khi động từ đã tồn tại trợ động từ, đó là trợ động từ did, thì động từ nó trở về dạng nguyên thể, tức là chúng ta không thêm đuôi ed nữa. Đây là một cái chú ý rất là quan trọng, bởi vì rất nhiều bạn thường là chúng ta sẽ thêm đuôi ed và chúng ta thêm mãi. Phủ định chúng ta cũng thêm, mà nghi vấn chúng ta cũng vẫn thêm, thì điều này là điều không chấp nhận được trong tiếng Anh. Vì chúng ta nhớ một điều rằng kể cả đối với thì hiện tại và quá khứ, khi đã có trợ động từ để dạng nguyên thể, không được phép chia. Cô lấy ví dụ như sau. Tối qua tôi đi chơi, là vì tối qua là tối ngày cuối tuần, nên cô sẽ nói là I went out last night. Vì ở đây cái động từ go này, nếu như ở hiện tại là tôi thường đi chơi vào tối thứ bảy, thì người ta sẽ diễn đạt cái khác. Nhưng tối hôm qua tôi đi chơi, tức là tôi diễn đạt một cái hành động đã xảy ra trong trong mốc thời điểm, đó là buổi tối hôm qua. Việc này đã kết thúc rồi và không còn liên quan hiện tại, do chúng ta đã sử dụng thì quá khứ đơn để diễn đạt cái điều này. Đây là những cái chú ý của cấu trúc. Thì các em chú ý một điều, đó là tồn tại trợ động từ để dạng nguyên thể đối với cả thể phủ định và thể nghi vấn. Vậy chúng ta có điều gì chú ý khi chúng ta thêm đuôi ed vào động từ? Có phải tất cả các động từ đều thêm đuôi
chỉ việc cộng với ED không thì câu trả lời là không. Chúng ta sẽ phải biến đổi bởi vì có một số cái động từ rất là đặc biệt. Ví dụ cô lấy động từ smoke, năm ngoái tôi hút thuốc, năm nay tôi không hút nữa. Cô sẽ diễn đạt là I smoked last year. Vậy thì cái động từ smoke này nó có thêm đuôi ED không? Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần chú ý khi động từ thêm đuôi ED. Chúng ta có những chú ý nào? Trước hết là ví dụ động từ smoke, chúng ta thấy là bản thân nó đã kết thúc bằng e rồi, do đó chúng ta sẽ không phải thêm cả một e và d nữa, chúng ta chỉ việc thêm đuôi d nữa thôi, đó là smoked. Chúng ta sẽ đọc là kt ở cuối cùng, âm cuối cùng là âm t đối với đuôi ed này. Vì sao? Bởi vì là chúng ta đã tìm hiểu ở trong thì hiện tại hoàn thành rồi. Các em sẽ xem lại phần hiện tại hoàn thành để chúng ta có thể hiểu được tại sao chúng ta đọc là smoked. Thế cái chú ý đầu tiên đó là khi động từ kết thúc bằng, khi động từ kết thúc bằng e thì chúng ta chỉ việc chỉ thêm d vào đằng sau động từ. Đây là một cái chú ý, chúng ta chú ý là không được phép thêm một cái e nữa, nó thừa ra. Ngoài cái chú ý này ra thì chúng ta còn một cái chú ý khác nữa, đó là ví dụ như động từ carry, xách đồ. Tôi thường xách đồ thì chúng ta sử dụng thì hiện tại. Nhưng nếu như chúng ta sử dụng là hôm qua tôi xách đồ cho bạn tôi, tôi giúp đỡ bạn tôi bằng cách tôi xách đồ, thì lúc này động từ carry không còn là thêm đuôi ed, chỉ đơn thuần chỉ là thêm đuôi ed nữa, mà chúng ta sẽ phải chuyển y dài thành y ngắn và sau thêm đuôi ed. Vậy chúng ta nhận thấy rằng nó biến đổi rất là rõ ràng, đó là chuyển y dài thành y ngắn sau đó mới thêm đuôi ed. Đây nó có áp dụng một cái động từ khác ngoài cái động từ carry không, thì nó sẽ áp dụng với tất cả các động từ mà có phụ âm cộng với y dài. Thế còn nguyên âm thì sao? Ví dụ như động từ play, tôi chơi bóng đá hàng ngày, chúng ta dùng thì hiện tại đơn. Nhưng nếu như chúng ta nói là tuần trước, cuối tuần trước tôi chơi bóng đá với bạn tôi, thì chúng ta sẽ nói là I played football, I played soccer with my friend. Vì chỗ này chúng ta nhận thấy là cái điều giống nhau giữa carry và played đó là nó cùng kết thúc bằng đuôi y dài. Tuy nhiên là chúng ta sẽ ở cái động từ play thì nó khác hơn, đó là chúng ta chỉ việc thêm đuôi ed thôi, không phải biến đổi bất kỳ một cái thành tố nào của cái động từ này. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta nhìn thấy rằng đây là có nguyên âm, và hôm trước cô đã phân biệt với chúng ta rồi, đó là nguyên âm là các âm tiết mà có cách phát âm, các cái bộ phận cấu âm không chạm vào nhau. Ngoài cái cách này phân biệt này ra thì nguyên âm thì chúng ta học trong chữ uể oải. Vậy thì ở đây a là chữ nguyên âm cộng với y dài, động từ chúng ta sẽ không thay đổi. Vậy thì chúng ta có một cái chú ý thứ hai, đó là khi động từ kết thúc bằng phụ âm cộng với y dài bằng phụ âm cộng y dài thì chúng ta sẽ phải qua hai bước. Một là chúng ta sẽ chuyển y dài thành y ngắn, và sau đó chúng ta mới cộng với đuôi ed. Và chúng ta thật chú ý rằng chỉ khi nào có phụ âm thôi, phụ âm cộng y dài, còn nguyên âm chúng ta sẽ không thay đổi như vậy. Ngoài cái chú ý này ra thì chúng ta còn cái chú ý nào khác nữa không? Đối với cái thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta có các trường hợp nhân đôi phụ âm trước khi thêm đuôi ing, và ở trong cái trường hợp này thì chúng ta trong cái thì quá khứ đơn này chúng ta sẽ có những cái trường hợp tương tự như thế. Đó là khi động từ mà có duy nhất động từ đó có chỉ có một âm tiết thôi và có duy nhất một nguyên âm kết thúc bằng phụ âm, chúng ta sẽ nhân đôi phụ âm đó. Ví dụ như động từ stop, khi chúng ta thêm đuôi ed chúng ta sẽ phải đọc là stopped. Ở đây nó có duy nhất một nguyên âm o và kết thúc bằng một phụ âm p, do đó chúng ta sẽ phải nhân đôi phụ âm p khi chúng ta thêm đuôi ed. Thì đây là một cái chú ý tiếp theo, là khi động từ có một âm tiết và một âm tiết đó lại có duy nhất một nguyên âm, có duy nhất một nguyên âm, một nguyên âm và kết thúc bằng một phụ âm
Phụ âm. Thì chúng ta sẽ phải nhân đôi phụ âm cuối. Nhân đôi phụ âm cuối. À, ngoài cái trường hợp nhân đôi này ra, trường hợp đấy là động từ có một âm, âm tiết và có duy nhất một nguyên âm kết thúc một phụ âm, thì chúng ta chú ý là nó cũng giống như trường hợp của động từ thêm đuôi ing, đó là khi động từ có hai âm tiết và trọng âm rơi ở âm tiết thứ hai thì chúng ta cũng nhân đôi lên. Ví dụ như động từ permit, động từ permit, permit là động từ cho phép và động từ này có hai âm tiết, cái trọng âm của nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai, chúng ta đọc là permit. Sau này cô sẽ hướng dẫn chúng ta là cách đọc thế nào cho nó đúng trọng âm. Ví dụ như chúng ta có thể một cách đơn giản là chúng ta thêm một dấu sắc vào đằng sau nó, ví dụ như chúng ta đọc là permit. Các cái từ mà không chứa trọng âm chúng ta sẽ thêm dấu huyền, đó là bình thường chúng ta không đọc là permit, chúng ta đọc đều đều như thế, chúng ta đọc permit. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có per và mit, đó là một dấu huyền và một dấu sắc thì nó sẽ nổ cái trọng âm lên. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có từ permit, trọng âm sẽ nó sẽ rơi vào âm thứ hai và âm thứ hai này lại có duy nhất một nguyên âm y và kết thúc bằng một phụ âm t. Giờ chúng ta thêm đuôi d, chúng ta sẽ phải nhân đôi nó lên. Chúng ta sẽ có permitted như thế này đây, chúng ta sẽ nhân đôi nó lên. Tuy nhiên nó sẽ áp dụng với nhiều cái động từ khác, bất kỳ cái động từ nào mà có duy nhất nguyên âm và kết thúc một phụ âm, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vậy chúng ta có một chủ kỳ chú ý thứ tiếp theo, đó là khi động từ có hai âm tiết và trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai rơi ở âm hai thì chúng ta sẽ phải nhân đôi phụ âm cuối, nhân đôi. Nhân đôi phụ âm. Đây là một cái chú ý rất là quan trọng để chúng ta khi chúng ta thêm chuyển động từ từ dạng hiện tại sang quá khứ, chúng ta sẽ phải nhân đôi, hay chúng ta chỉ việc thêm hoặc biến đổi một số cái thành tố ở trong cái động từ. Đây là cái chú ý. Cái chú ý tiếp theo mà cô đã nói với chúng ta rồi, đó là cách phát âm. Cách phát âm. Khi động từ thêm đuôi ed. Vậy thì cách phát âm này phát âm như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem lại video về thì hiện tại hoàn thành, cô đã nói rất là kỹ rồi. Chúng ta xem lại. Xem lại. Ở thì hiện tại hoàn thành. Để chúng ta cùng nhau ôn lại một chút về cách phát âm khi động từ thêm đuôi ed. Đây là hai chú ý, tuy nhiên chúng ta sẽ còn đi vào một cái chú ý thứ ba nữa. Nó gần giống với thì hiện tại đơn, đó là đứt có được sử dụng trong câu khẳng định hay không, thì câu trả lời là có. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái dấu phát thị tiếp theo, đó là đứt, trợ động từ đứt dùng trong câu khẳng, dùng trong câu khẳng định. Vậy khi chúng ta nhớ lại là chủ động từ do và does được sử dụng trong câu khẳng định như thế nào ở trong thì hiện tại đơn, thì tương tự như thế đối với trợ động từ đứt, cô sẽ không nói lại nhiều nữa và chúng ta chỉ cần nhắc lại hai cái gạch đầu dòng, đó là trợ động từ đứt được sử dụng dùng để nhấn mạnh cái cảm xúc và ngoài ra thì đứt còn được sử dụng câu khẳng định dùng để nhấn mạnh cái sự đối lập, dùng để nhấn mạnh cảm xúc. Ví dụ cô nói là buổi tối qua tôi đi chơi với bạn trai và điều đấy thật tuyệt vời, tôi rất thích cái buổi tối đấy. Giờ nó là I did enjoy yesterday evening. I did enjoy yesterday evening. Vậy cái từ did enjoy này chúng ta chú ý là đã có chuyện động từ đất thì động từ không enjoy nữa, enjoy không thêm đuôi đề nữa. Lúc này là chúng ta sẽ chỉ dùng chuyện động từ thôi để nhấn mạnh cái cảm xúc của mình rất là thích. Ngoài ra thì nó còn dùng để diễn tả sự đối lập, diễn tả hoặc là nhấn mạnh cái sự đối lập, nhấn mạnh sự đối lập, sự đối lập.
Và chúng ta chú ý là khi đã nói đến cái nhấn mạnh cái sự đối lập thì nó sẽ nằm trong cái mệnh đề chỉ sự đối lập, ví dụ như là mệnh đề bắt đầu bằng although hay mệnh đề bằng however hay là but. À, chúng ta sẽ có là nó sẽ thường nằm trong cái mệnh đề chứa although hay là however hoặc là but vân vân để nhấn mạnh cái sự đối lập. Và đây là cái cách mà người ta dùng đứt trong câu khẳng định. Vậy chúng ta chú ý là đứt không chỉ được sử dụng trong câu phủ định, câu nghi vấn mà nó còn được sử dụng trong câu khẳng định. Một cái chú ý, một cái dấu hoa thị nữa cô cũng muốn nói với chúng ta, đó là một số cái cấu trúc chúng ta dùng để diễn đạt cái ý ở trong quá khứ, một cái thói quen trong quá khứ. Chúng ta vừa nói là khi mà chúng ta diễn đạt cái thói quen trong quá khứ, chúng ta sẽ sử dụng với cái từ chỉ tần suất, ví dụ như thường xuyên hoặc là luôn luôn vân vân. Thế tuy nhiên là chúng ta cũng có một số cái cấu trúc liên quan đến nó mà chúng ta sẽ không cần phải sử dụng usually, không cần sử dụng always, nhưng khi nhìn vào nó chúng ta thể hiện rằng, chúng ta thấy rằng đây là nó diễn tả một thói quen, đấy là cấu trúc used to. Ví dụ tôi thường nói là tôi thường đi học bằng, tôi thường đi bộ đi học. I used to walk to school. Vậy thì cái cấu trúc used to này nó thể hiện rằng tôi trước đây tôi thường xuyên làm việc đó và bây giờ tôi không làm việc đó nữa. Nó chỉ một thói quen ở trong quá khứ. Lúc này nó sẽ thay thế cái cụm từ đấy là I always walked to school. Để nó sẽ diễn tả một thói quen, diễn tả thói quen. Ngoài cái cấu trúc used to thì chúng ta còn một cấu trúc nữa cũng dùng để diễn tả thói quen, đó là would. Chúng ta dùng would do something để diễn tả một thói quen. Tuy nhiên là cái sự khác biệt gì giữa used to và would do chúng ta sẽ tìm hiểu ở những cái phần học tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần cách sử dụng của thì quá khứ đơn để xem là khi nào ta sử dụng thì quá khứ đơn.